Em chào cả nhà đã quay lại kênh Bất sản Việt Nam nay Là nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị trong ngoài nước Thứ nhất là được nhiều sức khỏe ha Cái được bình an bên gia đình và người thân Bên em nhận nhà và đất là chính chủ Nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng Nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha Hôm nay em gửi đến anh chị một miếng đất nền nguyên rừng dừa luôn anh chị nha à, Và một ao cá và một số cây ăn trái khác nha anh chị Với diện tích là ngang là 10m Chiều sâu anh chị là 50m anh chị à, Diện tích này cũng vừa phải cho anh chị mình xây nhà ở ha Về đây mình nghỉ ngơi nha anh chị Đường trước đất mình anh chị Đây là đường xe ô tô à, Xe tải nhỏ mình lưu thông anh chị nha à, Đất rất là đẹp nha anh chị nhà cửa khu này rất là đông dân nha vị trí đây là ở ấp Long Bình xã Long Hưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nha anh chị trước cái hình mình anh chị di chuyển ở đây là khoảng là 50 mét nữa thôi sẽ đụng tới đường Đan là mét rưỡi. đường đó khi bằng đường mười Thái anh chị ha đó còn gì đó di chuyển về quốc lộ 1A làm di chuyển khoảng có 800m thôi anh chị nha còn nếu mà ở xa như ở thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển đây là khoảng là 8 km còn cách ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 67 cây số anh chị nha đây là đất của mình anh chị à, đất mình từ cái hàng gào bên tay phải ha giờ di chuyển qua bên tay trái, trái nè là khoảng là 10 mét anh chị hiện tại thì chủ kẹt tiền bán cho mình chỉ có là 10 mét thôi dài vô là 50 còn bên tay trái, trái mình anh chị còn đất dư á, người ta để lại anh chị ha ta kẹt tiền ta bán một ít thôi cái mương ao cá này là của mình luôn chị nha Đây tới cái tụ à, bê tông nè anh chị Đây là 10 mét nha anh chị Cái này là người ta sẽ à, Đo đạt lại ra bản vẽ Mới ra công chứng nha anh chị nha Người ta đo lại cho mình à Lại chứ không phải là để vậy anh chị nha tại Hiện tại là cái sổ này là sổ tổng nha anh chị ha Chưa cắt ra Ở đây thì dân cư cũng khá đông nha anh chị Đây Có một cái ao nuôi cá cũng khá là rộng rãi ha Đây cái ao này nuôi cá nè anh chị trên đất mình nó chị thì hiện tại thì có dừa nè thì uh, chuối nè rồi có một số cây mì trồng nè và cây uh, mai vàng đó anh chị đó, rất là nhiều cây trái chị nha đất mình nè, nằm ở trên uh, đất liền đó, rất là đẹp ha xung quanh thì nhà cửa rất là đông ở khu này anh chị thì có điện nước à, cáp wifi và đèn đường luôn đầy đủ với hết anh chị nha ở đây mình xài nước ngọt anh chị không có phèn cũng không có mặn luôn nha anh chị cũng rất yên tâm ha đây nó quay kỹ cho anh chị xem cái đường nè và cái hàng gạo trước mình vô không được em sẽ nhà qua nhà kế bên em sẽ vô bên trong cái đất quay cho anh chị xem ha và em xin mời anh chị ha đây em đi qua cái nhà này em xin nhờ qua rồi, em vô quay đất ở bên trong cho anh chị nắm cụ thể âm trong nha nhà này nhà sớm em đi nhà qua nha anh chị cái hướng đất mình đó anh chị là hiện tại là hướng nam nha anh chị đất mình là đất cây lâu năm nha đây có một cái ao cá anh chị ha nếu mà anh chị di chuyển ra có đường nhựa gần nhất đây đó anh chị là có đường nhựa kêu bằng đường nhựa kinh đào đó anh chị nó di chuyển chỉ có là 350 trăm mét nữa thôi sẽ tới là đường nhựa kinh đào còn nếu mà cách quốc lộ a ngay chỗ mà huyện cây quả miền nam anh chị di chuyển chỉ có 800 trăm mét thôi là tới ha đó, đường xá anh chị em thấy là rất là rộng rãi, xe ô tô, à, xe tải nhỏ mình lưu thông được nha anh chị nha. Đây có một cái ao cá ha. Đây có hiện tại thì đất mình có trồng dừa anh chị nha, rồi à, trồng mì nè, rồi trồng mấy dăng nè, rồi chuối nè Đó. Cái ao này cũng khá là rộng rãi anh chị. Ở bên Hông bên ta phải mình anh chị thì đã có hàng gào rồi nha. Ở phía sau đu đất thì cũng có hàng gào luôn chỉ có bên trái đây là chưa có hàng rào nha anh chị tại vì hiện tại thì chủ bán chỉ có 10 mét dài 50 thôi là sổ là sổ tổng à, chưa cắt cho anh chị ha thì về mình à, à, mua đó người ta đo đạt lại đó mình kéo lưới rào mình cắt cái nhà anh chị ha còn cái ao này mình để nuôi cá anh chị tại diện tích bên kia còn đất còn rộng để cắt cái nhà còn nếu không nữa mình đắp cái này hay cát hơi nhiều xíu nha anh chị ha cái ao mình để nuôi cá nhiều lúc mà anh chị nào có bạn bè ở sài gòn đó anh chị thì mình về đây mình cũng có cá để bắt để mời khách để dùng anh chị ha cái ao nuôi cá đang được rất là ngon anh chị nha ở đây thì mình nuôi cá tây tượng anh chị thì cá điêu hồng đó thì ở đây ta nuôi nhiều nhất anh chị nha đây là có cái bếp nè gia chủ ký gửi giá bán anh chị là 600 triệu anh chị ha giá này là chủ còn thương lượng còn bớt anh chị nha Nên anh chị và cô chú cũng yên tâm về cái giá cả ha là giấy tờ đó thì chủ sẽ bao trọn gói hết cho mình luôn đó thì uh, kêu để chính xuống là đo đạt nè ra bản vẽ nè công chứng nè toàn bộ giấy tờ đó là chủ lo hết cho mình anh chị nha đây phía sau này chị ha có hàng gào hết anh chị nha chỉ có bên tay trái, trái là chưa có thôi đây đất mình thì cũng có một số cây mì trồng để lấy củ để dùng bên chị chuối nè rồi dừa nè Trước đất mình á thì đường ô tô có đèn đường anh chị nha. Ở đây có, có à, dân cư thì rất là đông nha anh chị. Dân đây cũng rất là thân thiện anh chị ha. Thì hiện tại còn một số cỏ cũng lên rất là nhiều tại vì à, cô chú đều cũng lớn tuổi anh chị thì cũng con cái cũng đi làm mới à, mùa dịch này cũng đi làm cũng khó khăn đó anh chị thì cũng nghĩ tới lui, lui hoài bị dướng dịch đó anh chị. Thì à, giờ cũng kẹt tiền, cũng bán có một ít thôi, khoảng 500 m2 anh chị là 10 m sâu vô là 50 m anh chị nha. Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dưới hình để tương tác với em để nhận được video mới nhất tìm đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và wow, nhiều mục đích khác ha. À, chân thành cảm ơn quý vị tư rất nhiều nha. Vừa hiện tại đang có trái luôn anh chị nha, đang có quy lại luôn nha. còn có chuối cũng đang có trái nè anh chị ha, trái rất là nhiều nha anh chị. Còn cái mì á, thì quay máy vàng á, người ta trồng để lấy củ. À, mình dùng anh chị nha trong nhà ăn thôi chứ không có bán anh chị trồng ít thôi em xin nhắc lại cái diện tích à, miếng đất nền của mình anh chị là ngang là 10m nằm ở đường đan là ô tô à, xe tải nhỏ anh chị nha chiều sâu á là 50m nên tổng diện tích là 500 mét vuông nha gia chủ ký gửi giá bán là 600 triệu giá này là chủ còn bớt nha nên anh chị cũng yên tâm còn cái hướng đất mình đây là hướng Nam đất mình hiện tại là đất cây lâu năm nha anh chị địa chỉ ở miếng giường mình ở đây á, là ở ấp Long Bình xã Long Hưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nha anh chị trên đất mình thì có một cái ao nuôi cá ha hiện tại thì cá đang nuôi luôn và di chuyển từ cái đất mình di chuyển ra đường đa là ba mét mấy ba mét rưỡi anh chị là chỉ có là 50 chục mét thôi còn cách ở đường nhựa gần nữa là ba trăm mét là đường khi bằng đường nhựa kinh đào anh chị ha nếu mà mình thuộc về ở tiền giang á ở long hưng á thì cái đường này là à, nhiều người biết anh chị nha còn cách quốc lộ a ngay chỗ là viện cây ăn quả miền nam anh chị là 800 m thôi à, đường xá chị không rất là gần rất là thuận lợi anh chị nha đất vẫn tương đối bằng phẳng chỉ có một cái ao nuôi cá thôi anh chị nha là hơi thấp một xíu nha rồi để em đưa lên cái la bàn một lần nữa cho chính xác cái hướng để cho cô chú anh chị lớn tuổi nhiều lúc mà mình coi phong thủy á hợp cái hướng mà mình xây nhà mình để mình ở đó anh chị đây là hướng khá đẹp cho anh chị ha đây là hướng nam nha anh chị đây này là chủ anh chị ha đây chủ à, à, dẫn đi coi nè anh chị nha đây là cây mai vàng đó anh chị ha rồi có dừa có chuối và một số cây mì nữa anh chị đất mình cũng rất là đẹp nên chị ha nằm ở khu này thì anh chị thấy đó dân cư thì cũng rất là đông ha thì có đèn đường có điện nước cáp wifi đầy đủ hết luôn đất mình á là sạch sẽ nha anh chị ha không có mồ mãi gì hết nha không có dướng dây điện cụ thế luôn em quay rất là kỹ xung quanh đất quay hàng sớm đó cho anh chị nắm rõ cụ thể toàn diện cái miếng đất nền của mình cần mua ha lúc mình ở xa mình cũng biết được thông tin chính xác đó thì về đây mình coi trực tiếp một lần nữa rồi mình gặp chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua anh chị nha À, bất sản đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất anh chị và cô chú nào có nhu cầu bán đất nền, đất công, đất giường hay là nhà ở á, thì liên hệ bên em số điện thoại dưới hình nha em sẽ ký gửi à, bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha đây hiện tại em đang quay cũng hơi buổi chiều anh chị trời cũng nắng chói cam ga xíu à, anh chị và cô chú mình cũng thông cảm cho em nha hôm nay cũng khang tiếng cũng hơi đã đỡ xíu anh chị nên tiếng hơi khàn xíu nhanh chị rồi, đến đây em kết thúc video à, Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm có miếng đất nền à, Thuộc về à, xã Long Hưng, Tiền Giang này Thì liên hệ với em xuống thoại dung hình nha Em sẽ đón anh chị và dẫn coi trực tiếp miếng đất này Và gặp chính chủ luôn Để mình thương lượng cái giá hợp lý Để mình mua nhanh chị Giá gia chủ ký gửi giá bán là 600 triệu ha Giá này chủ cần bớt nhanh chị nha Rồi, bác sĩ được xin chào Và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi